Video này sẽ chia sẻ về 7 chuyên gia marketing hàng đầu với những kiến thức marketing, kinh doanh hữu ích. Đây là những người mà bạn nên theo dõi để có thể hoàn thành công việc một cách tốt hơn. Làm giàu từ kinh doanh, xin chào các bạn. Hôm nay, Làm giàu từ kinh doanh xin chia sẻ đến các bạn top 7 chuyên gia marketing tầm cỡ thế giới có thể bạn chưa biết. Ngành marketing đang phát triển nhanh đến mức chúng ta khó mà có thể theo kịp tất cả những cập nhật xu hướng mới nhất và những gì có thể xảy ra phía sau như là thay đổi thuật toán của Facebook, yếu tố xếp hạng mới của Google, những công cụ marketing mới. Để có thể làm chủ công việc của mình, một marketer giỏi cần chạy rất nhiều các quảng cáo, trải nghiệm các công cụ mới, chia sẻ suy nghĩ của mình với cộng đồng, tranh luận và học hỏi từ những người khác, đồng thời việc khám phá ra những nơi có tiềm năng để tiếp thị. Hơn nữa, chúng ta cần phải tiếp nhận những thông tin hữu ích từ các chuyên gia marketing mỗi ngày. Hãy cùng làm giàu từ kinh doanh, làm quen và học hỏi với 7 chuyên gia marketing huyền thoại của thế giới. Thứ nhất, Seth Godin. Seth Godin có thể là ông trùm cuối cùng trong kỷ nguyên thông tin này. Mary Kunt đã viết trong tờ Business Week. Ông là tác giả và doanh nhân, người đã nghĩ về ý tưởng tiếp thị trong kỷ nguyên tin học. Seth Godin là một trong những cái tên nổi tiếng nhất trong ngành marketing ngày nay. Blog của anh là một trong những thứ được buôn bán nhiều nhất trên website. Thứ hai, Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk không phải là một nhà marketing. Anh xây dựng và điều hành các doanh nghiệp quy mô lớn. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã tiếp quản công việc kinh doanh rượu của cha mình và nâng giá trị của nó từ 3 triệu đô lên đến 60 triệu đô chỉ trong vòng 5 năm. Hiện tại, anh đang điều hành VaynerMedia. Đây là một trong những trụ sở về kỹ thuật số tốt nhất trên thế giới. Gary còn là người tổ chức của hai chương trình truyền hình. Trong số đó, một chương trình có tên gọi là Ask Gary V. Đây là nơi anh trả lời các câu hỏi thú vị về truyền thông xã hội, khởi nghiệp và kinh doanh. Chương trình thứ hai là Daily V, một vlog nói về cuộc đời của Gary với tư cách là một doanh nhân và CEO của VaynerMedia. Thứ ba, Sergio Riemann. Sergio Riemann từng là giám đốc marketing toàn cầu của Coca-Cola. Đây là người đã giúp Coca gia tăng sản lượng tiêu thụ hàng năm trên toàn thế giới từ 9 đến 15 tỷ case trong giai đoạn tăng trưởng bùng nổ nhất lịch sử cả về doanh thu lẫn giá cổ phiếu. Đây cũng là người chịu trách nhiệm cho chiến dịch tung sản phẩm New Coca, được cho là thảm họa kinh điển của một thương hiệu. Những kinh nghiệm thực tế, tích lũy của bao nhiêu năm tháng lăn lộn trên thị trường marketing thực chiến, được cựu giám đốc marketing toàn cầu của Coca-Cola đúc kết lại trong quyển sách Marketing giỏi phải kiếm được tiền. Đây là cuốn sách đã được tái bản 20 lần bằng 19 thứ tiếng và được đánh giá 4/5 sao tại Amazon. Thứ tư, Neil Patel. Neil Patel là một tác giả, doanh nhân và là nhà marketing. Anh tạo lập trang web đầu tiên của mình năm 16 tuổi và có công ty tiếp thị của riêng mình chỉ một vài năm sau đó. Hiện tại, anh đang giúp tăng doanh thu của các công ty lớn như là Amazon, NBC, HP và Viacom. Anh thích giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bằng cách sử dụng các kỹ thuật marketing sáng tạo. Neil cũng là nhà đồng sáng lập của Kissmetrics và CrazyX. Hầu như mỗi ngày, anh ấy chịu trách nhiệm trong lĩnh vực thẩm quyền và những nội dung dài hạn về phân tích Google, SEO, quảng cáo trên Facebook. Thứ năm, Larry Kim. Larry Kim đã sáng lập WordStream vào năm 2007, một công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn qua Internet. Đồng thời, còn quản lý một nhóm kỹ sư và marketer để phát triển và bán các phần mềm cho phép tìm kiếm các công cụ marketing tự động. Trong năm 2008, anh đã giành được khoản đầu tư trị giá 4 triệu đô la từ Sigma Partner và sau đó là khoản đầu tư trị giá 6 triệu đô từ Egan Managed Partner. Anh cũng là một tác giả hàng đầu tại tạp chí Inc. Search Engine Land và Social Media Examiner. Thứ 6, John Loomer. Anh sáng lập John Loomer Digital vào mùa thu năm 2011 với mục tiêu giúp các doanh nghiệp khác tối đa hóa lợi ích từ mạng xã hội và tạo nên sự khác biệt. Trong vòng hơn chỉ một năm, anh đã xây dựng một doanh nghiệp có tên tuổi riêng của mình và bước đầu đã thu được lợi nhuận dựa trên một trang web liên kết với 4 triệu trang khác. Cách đây một vài năm,
johnloomer.com được Social Media Examiner công nhận là một trong 10 trang blog xã hội hàng đầu năm 2013. Và về bản chất, nó chỉ đơn giản là một nguồn quảng cáo hoàn chỉnh nhất trên Facebook và được cập nhật gần như hàng ngày. Thứ 7, Brian Dean. Brian Dean biết tất cả mọi thứ về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Anh là một doanh nhân quốc tế và chuyên gia SEO, chuyên cung cấp cho các marketer chiến lược mà họ có thể ứng dụng để tăng lưu lượng truy cập địa chỉ mà mình mong muốn. Các bài viết của anh hầu hết là những nội dung và công cụ hữu ích có thể cải thiện chiến lược tối ưu hóa công cụ tìm kiếm của bạn. Trên đây là top 7 gương mặt lão làng trong ngành marketing mà bạn có thể theo dõi và học hỏi nếu muốn phát triển theo ngành nghề này. Nếu bạn thấy video đem lại những giá trị thông tin hữu ích cho bạn, hãy chia sẻ với Làm Giàu Từ Kinh Doanh bằng cách bình luận ở bên dưới bạn nhé. Làm Giàu Từ Kinh Doanh cũng giới thiệu đến bạn cuốn sách Marketing Giỏi Phải Kiếm Được Tiền của Sergio Riemann. Cuốn sách là tổng hợp những thập kỷ học tập của Sergio Riemann để cho ra đời những chiến dịch, chiến thuật và quy trình vô cùng ngoạn ngục. Một cuốn sách mà khi lật dở đến trang cuối cùng, bạn sẽ hiểu được marketing thực sự là gì, làm thế nào để marketing hiệu quả và kiếm được tiền. Để tìm hiểu thêm về cuốn sách, mọi người có thể tham khảo tại cửa hàng Happy Life trên Tiki, Shopee, Lazada hoặc trên website happy.lip. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và đừng quên đăng ký kênh Làm Giàu Từ Kinh Doanh. Ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm Giàu Từ Kinh Doanh với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng và marketing. Làm Giàu Từ Kinh Doanh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.